Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Ukraine tố cáo quân chiếm đóng Nga cướp phá những ngôi làng bị ngập lụt ở tả ngạn vùng Kherson. Nga công bố số lần tình nguyện viên nhập ngũ trước cuộc phản công của Ukraine. Ông Trùng Quartner tuyên bố số thương vong của Ukraine do Moscow công bố là hoang đường. Ukraine tận dụng lợi thế phản công Nga dồn dập, chiếm thêm nhiều cứ điểm ở thành trì Bakhmut nóng cuộc phản công, lực lượng Ukraine đánh chiếm mạnh mẽ Avdiivka, quân Nga tháo chạy hoảng loạn, nổ tung dưới bãi mình. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. quý vị, mời chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ukraine tố cáo quân chiếm đóng Nga, cướp phá những ngôi làng bị ngập lụt ở tả ngạn của vùng Kherson. Kính thưa quý vị, tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của vùng Kherson quân đội của Nga đang cướp phá những ngôi làng bị ngập lụt ở đó. Nước bắt đầu rút sau khi nhà máy thủy điện Kakovka bị nổ tung. Điều này đã được báo cáo bởi Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine. Người ta lưu ý rằng những kẻ xâm lược đã đóng các lối vào làng và thị trấn và lấy đi mọi thứ có giá trị từ các ngôi nhà. Họ viết, bây giờ nước dân cao đang bắt đầu rút và người dân địa phương muốn trở về nhà. Tuy nhiên, người Nga đã đóng lối vào các ngôi làng và thị trấn này và đang tích cực cướp phá các ngôi nhà. Đặc biệt, đây là tình hình ở làng Velika Kadysinka ở quận Skadovsky. Người Nga đang cướp bóc ngay cả những ngôi nhà có người ở lại. Ở Golia Prisan, người Nga đã chặn những người trong một trường học địa phương. Hộ chiếu của họ đã bị lấy đi và họ không được phép về nhà. Như Union đã đưa tin trước đó, vào đêm ngày 6 tháng 6, quân đội của Nga đã cho nổ tung nhà máy thủy điện Kakovka, phá hủy phòng máy và con đập. Hậu quả là 47 khu định cư bị ngập lụt ở vùng Kherson, trong đó 33 khu vực thuộc lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và 14 khu vực thuộc lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Tính đến tối ngày 11 tháng 6, diện tích của các vùng lãnh thổ bị ngập lụt đã giảm gần một nửa. Nước đang rút dần khỏi vùng Kherson. Nga công bố số lượng tình nguyện viên nhập ngũ trước cuộc phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng đã ca ngợi sự củng cố ngày càng tăng của xã hội Nga, báo cáo sự gia tăng lớn về số lượng người sẵn sàng phục vụ đất nước bằng cách gia nhập cả hàng ngũ quân đội và các đơn vị tình nguyện. Ông Bạch Cấp cho biết thêm, chỉ trong 10 ngày của tháng 6, đã có 13.644 người đã đăng ký hợp đồng phục vụ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nikolai Pankov cho biết trong một cuộc họp báo đặc biệt vào ngày 10 tháng 6. Con số này gấp 2,1 lần so với cùng kỳ tháng 5 năm nay và cao hơn 3,1 lần so với tháng 4. Tháng trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho biết, khoảng 117.400 người đã tình nguyện gia nhập quân đội kể từ tháng Diên các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng với số lượng tình nguyện viên ngày càng tăng thì không cần phải huy động một phần nữa. Đợt gọi nhập ngũ được tiến hành ở Nga vào mùa thu năm ngoái được mô tả là lớn nhất kể từ năm 1945 với hơn 300.000 người được gọi nhập ngũ để thành lập khoảng 280 đơn vị quân đội mới. Ông Pankov cũng ghi nhận một lượng ổn định những người sẵn sàng tham gia các đơn vị tình nguyện, nói rằng điều đó cho thấy sự đoàn kết cao của xã hội Nga, mong muốn của các công dân đóng góp cá nhân để đạt được một chiến thắng chung. Bộ Quốc phòng đang làm việc để cấp cho quân đoàn tình nguyện tình trạng pháp lý cần thiết. Quan chức này lưu ý rằng các quân nhân sẽ được bảo đảm các quyền lợi và bảo trợ xã hội như nhau cho họ và gia đình họ, bất kể họ quyết định gia nhập một trong hơn 40 đơn vị tình nguyện hiện có hay ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng. Giữa tháng 4, Tổng thống Nga đã ký ban hành luật sửa đổi quy định về nghĩa vụ quân sự và động viên. Những thay đổi cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số thống nhất về các công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng hiện đang kết hợp với các cơ sở dữ liệu hiện có, bao gồm hồ sơ thuế, bầu cử, y tế, cảnh sát và tòa án, cũng như cơ sở dữ liệu được rút ra từ các nhà tuyển dụng và trường đại học. Người ta hy vọng rằng, sổ đăng ký sẽ giúp theo dõi các lệnh triệu tập được gửi đến những người nhập ngũ đủ điều kiện, không chỉ bằng thư mà còn bằng điện tử. Ông Trường Quang Nờ tuyên bố, số thương vong của Ukraine do Moscow công bố là khoan đường. Quý vị thân mến, tên The Economist nhận định, cuộc phản công đang được tiến hành và khoảng thời gian vài tuần tới là rất quan trọng. Ukraine đã có những hoạt động dọc theo 1.000 km chiến tuyến để thăm dò những điểm yếu của phía Nga. Và nay trắc nghiệm khả năng phòng thủ của địch với cường độ chưa từng thấy kể từ nhiều tháng qua, với một loạt tấn công ở miền Đông và miền Nam. Một blogger quân sự Nga hôm 8 tháng 6 đã báo động là lực lượng Ukraine đánh vào Zaporizhia. Trước tiên là pháo kích ồ ạt, rồi xe tăng tiến vào, có đến 4 đoàn xe gồm 120 thiết giáp, mỗi đoàn được mười mấy xe tăng dẫn đầu, tiến từ Orykiv đến Tokmak, một thị trấn nằm trên dải đất chiếm đóng nối với Crimea. Cuộc tấn công trong đêm ở Zaporizhia là một cột mốc quan trọng cho quân đội Ukraine kể từ đầu cuộc chiến tiến đánh quy mô vào ban đêm từ hai hướng. Những dấu hiệu đầu tiên được nhận thấy từ ngày 4 tháng 6 khi nhiều lữ đoàn Ukraine tiến về phía Volika novosilka đến Novodonetsk. Những ngôi làng nằm gần Voleda đang bị Nga chiếm. Theo chuyên gia Gropli của King's College London, khu vực này quân Nga khá yếu vì đã bị thiệt hại nặng vào mùa xuân và một số đơn vị đã được điều đến Batmuth. Việc tấn công vào mắt và gần Volodya, đe dọa không chỉ Melitopol mà cả những thành phố cảng Priyans, Mariupol nằm xa hơn ở miền Nam, phía biển Azov. Nếu xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Nga, có hy vọng cắt đứt được cây cầu trên bộ này. Nga nói rằng đã đẩy lùi được cuộc tấn công gần Volodya, phía Ukraine có đến 3.715 chiến binh thường phòng. Không chỉ Kiev mà cả thủ lĩnh Quartner Evgeny Bredosin cũng bắt bỏ, nói rằng con số này là khoa học giả tưởng, hoang đường và phi lý. Phương Tây nhận định Ukraine có được những tiến triển cho dù các video cho thấy giao tranh rất ác liệt. Chuyên gia Sean Hacklin của Blackbird Group cho biết Ukraine đã chiếm được những điểm cao ở Sorosave, tạo thuận lợi để đánh tiếp cầm chân được hai sư đoàn cơ giới của Nga. Quân Nga được bố trí theo hình đuổi liềm từ Kherson ở miền Nam tới Lugansk ở Đông Bắc và cả hai đầu đều phải đối phó với những cuộc tấn công của Ukraine. Hơn nữa, Moscow còn bị phân tâm trước những vụ xâm nhập của các lực lượng người Nga lưu vong tại Belgorod. Vào ngày 5 tháng 6, một đại tá Nga đã thiệt mạng. Ukraine tận dụng lợi thế phản công Nga dồn dập, chiếm thêm nhiều cứ điểm ở thành trì Bắc Mức. Quân đội Ukraine đã tận dụng tình hình thực tế khi Nga đang chuyển quân ở thành phố Bắc Mức, để tấn công đối phương trên mặt trận này. Sau khi Trevati, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền đông cho biết, đây là những cuộc phản công mà chúng tôi tận dụng thực tế là đối phương đang tiến hành luân chuyển quân. Các đơn vị mới tiến vào chưa nắm rõ địa bàn, chưa tổ chức trinh sát đầy đủ và chưa phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi tận dụng lợi thế này và phản công họ. Ông Sardovati cho biết các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích vào các vị trí của Ukraine nhưng các lực lượng Ukraine đã tiến thêm 2 km ở một số khu vực trên mặt trận Bakhmut. Theo ông Shirovati, sự hiện diện của Nga ở Bakhmut được duy trì bởi lực lượng đổ bộ đường không với sự yểm trợ của lực lượng bộ binh và lính đánh thuê từ một số công ty quân sự tư nhân nhỏ hơn. Mặc dù lực lượng quân sự tư nhân Nga nợ tuyên bố giành quyền kiểm soát Bakhmut và bàn giao các vị trí của họ cho lực lượng Nga, nhưng Bakhmut cho đến nay vẫn là một điểm nóng trên tiền tuyến của Ukraine trong khi quân đội Nga được cho là vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực trung tâm thành phố. Lực lượng Ukraine đã tập trung nỗ lực tiến công vào các khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam Bạch Mút. Ukraine vào cuối tuần qua tuyên bố, lực lượng quân sự nước này đã tiến thêm hơn 1 km ở các khu vực khác xung quanh thành phố. Theo ông Sherati, nhiệm vụ của lực lượng phòng vệ Ukraine là gây thiệt hại nhiều nhất cho Nga, đồng thời phát huy tối đa năng lực tác chiến. Quan chức Ukraine cho biết thêm, Trước đây, chúng tôi đã làm điều đó với các đơn vị Wagner. Còn bây giờ, chúng tôi đang làm điều đó với các đơn vị đổ bộ đường không của Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Molia cho biết, quân đội Ukraine đã chiến đấu tích cực xung quanh thành phố Bạch Mút ở tỉnh Donetsk, khiến Nga phải ở thế phòng thủ, tập hợp lực lượng dự bị và cố gắng giữ vững các vị trí của họ. Bà Molia nói, quân đội của chúng tôi đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công theo hướng Mút. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga hiện thiếu lực lượng ở Bakhmut và đang được quân tới các vị trí khác đến khu vực này. Các cuộc giao tranh ở Bakhmut diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của Kiev đã bắt đầu. Cho đến nay, thông tin về các hoạt động phản công của Ukraine xuất hiện rất ít trong các tuyên bố chính thức của giới chức nước này. Thứ trưởng Malia cho biết, và các thông tin chỉ được chia sẻ công khai sau khi có sự trao đổi với lãnh đạo quân sự. Đây cũng được xem là một chiến thuật của Kiev trong chiến dịch phản công. Nóng cuộc phản công, lực lượng Ukraine đánh chiếm mạnh mẽ ở Quân Nga tháo chạy khoảng loạn nổ tung dưới bãi mình. Các binh sĩ của lữ đoàn Bộ binh cơ giới riêng biệt thứ 59 mang tên Jacob Hansiak đã di chuyển tiền tuyến, đánh chiếm một vị trí của địch trên mặt trận Adipka. Lữ đoàn Jacob Hansiak thứ 59 đã thông báo điều này trên kênh Telegram của họ. Báo cáo cho biết, chúng tôi đã giải phóng Kherson và chúng tôi sẽ giải phóng Donetsk. Mới đây, các binh sĩ của lữ đoàn bộ binh cơ giới riêng biệt thứ 59 mang tên Jacob Hansiak đã di chuyển tiền tuyến, đánh chiếm các vị trí của địch trên mặt trận Adipka lòng dũng cảm của các chàng trai của chúng ta vượt quá thang độ Twitter. Lữ đoàn đã công bố một đoạn video cho thấy trận chiến với quân nga và việc chiếm giữ vị trí của kẻ thù. Trong khi đó, quân đội nga bị giết rút lui qua bãi mìn của chính họ. Theo các nhà phân tích phương tây, một số lực lượng của nga đang tiến hành các hoạt động phòng thủ đáng tin cậy, trong khi những lực lượng khác cũng không tiến xa được. Theo các báo cáo, quân đội Nga đang chịu thân phong khi đối mặt với các cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine và bị nổ tung trong các bãi mìn của chính họ. Trong một đánh giá về hiệu suất của quân đội Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này, Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo hàng ngày hôm thứ bảy cho biết hiệu suất của Nga đã bị xáo trộn. Một số đơn vị có khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ cơ động đáng tin cậy, trong khi những đơn vị khác thì không đã rút lui trong tình trạng rối loạn nào đó trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về thân vong của quân Nga khi họ trút lui qua các bãi mìn của chính họ. Bộ Quốc phòng Anh không cung cấp thông tin chi tiết nhưng cho biết các lực lượng Ukraine có thể đã đạt được tiến bộ tốt và đã thâm nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực. Kiev đã rất kín tiếng về các hành động tấn công đang diễn ra và việc thiếu phương tiện truyền thông ở tiền tuyến, có nghĩa là các báo cáo rất thừa thớt, mặc dù vào chiều thứ Bảy, Tổng thống Zelensky cho biết hành động phản công đang được tiến hành chống lại lực lượng Nga, nhưng không nói rõ thêm. Đối với những gì đang xảy ra ở tiền tuyến, một số video từ tuần trước đã xuất hiện. Các nguồn tin của Nga đã đưa ra rất nhiều hình ảnh và video về các xe tăng và phương tiện của Ukraine bị bỏ lại và bị phá hủy ở phía tây Zaporizhia, tuyên bố rằng vì chúng bao gồm một số xe tăng Leopard và xe chiến đấu Bradley do phương Tây cung cấp nên đây là dấu hiệu của một cuộc phản công chính thất bại. Nhưng video có mục đích chiếu cuộc tấn công từ quan điểm của Ukraine cho thấy các đơn vị vận hành kiếp lái thoát khỏi cuộc tấn công của Nga và các xe tăng bọc thép chỉ bị hư hại nhẹ và ngay lập tức được sửa chữa và quay trở lại chiến trường. Ở những nơi khác, droply thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đã đăng một đoạn clip về cuộc tấn công của Ukraine vào Novodonetsk bởi lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 của Ukraine. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây đã nhấn mạnh rằng những tổn thất có thể xảy ra trong bất kỳ hoạt động quân sự nào. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnewstvai com một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.